Sáng ngày 19 tháng 8 theo giờ Việt Nam, SCMP đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo kế hoạch chiến thắng của mình đã hoàn tất sau nhiều cuộc tham vấn. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu qua video, nhấn mạnh điều quan trọng nhất lúc này là quyết tâm biến kế hoạch thành hiện thực. Hôm nay có thể nói rằng kế hoạch chiến thắng của chúng tôi đã được chuẩn bị đầy đủ, tất cả các điểm, tất cả các lĩnh vực trọng tâm chính và tất cả các bổ sung chi tiết cần thiết của kế hoạch đã được xác định. Kế hoạch có mục tiêu mang lại hòa bình cho Ukraine, trong khi vẫn giữ cho đất nước vững mạnh và tránh mọi tình huống xung đột đóng băng. Tháng trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky từng cam kết sẽ trình bày kế hoạch của mình với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Động thái này được giới quan sát dự báo sẽ diễn ra vào tuần tới khi nhà lãnh đạo Ukraine tham dự các phiên họp của Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine chưa cung cấp nhiều thông tin chi tiết về nội dung kế hoạch mới, chỉ hé lộ mục tiêu đề ra các điều khoản có thể chấp nhận được đối với Kiev, vốn đang bị mắc kẹt trong cuộc xung đột với Nga trong hơn 2,5 năm. Về phần mình, Nga đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng gần đây thẳng thừng từ chối thảo luận chừng nào các lực lượng của Kiev vẫn ở khu vực phía nam tỉnh Kursk của nước này. Trên thực địa, diễn biến mới nhất là việc thiết bị không người lái vừa gây ra vụ nổ cực lớn tại nhà kho lớn của Tổng cục Tên lửa và Pháo binh thuộc Bộ Quốc phòng Nga tại thị trấn Toropets. Đây được cho là nơi chứa tên lửa chiến thuật Iskander, tên lửa chiến thuật Toka-U, các loại bom dẫn đường thả từ máy bay và đạn pháo. Vụ tấn công gây ra đám cháy lan xa đến 6 km. Thưa quý vị, Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo rằng nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất để tấn công vào lãnh thổ Nga, điều đó sẽ được coi là hành động chiến tranh. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Theo mạng tin châu Âu, EU-Raktiv.com ngày 17 tháng 9, khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vấn đề về khả năng Ukraine sử dụng các tên lửa tầm xa được cung cấp bởi phương Tây đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng quốc tế. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây đã nhấn mạnh rằng việc quyết định liệu Ukraine có thể sử dụng các tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hay không là vấn đề mà từng quốc gia thành viên NATO sẽ quyết định, trong khi đồng minh như Mỹ và Anh lại có quan điểm trái chiều. Cụ thể, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cho biết vào ngày 16 tháng 9 rằng ông hoan nghênh việc thảo luận về khả năng Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng sẽ thuộc về từng quốc gia đồng minh NATO. Thực tế, các quốc gia thành viên NATO như Anh và Mỹ đang có những quan điểm khác nhau về vấn đề này. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã có cuộc hội đàm tại Washington DC để thảo luận về vấn đề này. Theo nguồn tin, ông Starmer ủng hộ việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa, trong khi Tổng thống Biden tỏ ra lo ngại về nguy cơ có thể xảy ra chiến tranh trực tiếp giữa NATO và Nga. Các quan chức Mỹ nghi ngờ rằng việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa sẽ không tạo ra sự khác biệt đáng kể trong cuộc chiến của Kiev với Moscow. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã liên tục yêu cầu các đối tác phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa như ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh với hy vọng có thể tăng cường khả năng tấn công vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất để tấn công vào lãnh thổ Nga, điều đó sẽ được coi là hành động chiến tranh. Ông Putin cho rằng các quốc gia NATO, đặc biệt là Mỹ và các quốc gia châu Âu, sẽ ở trong tình trạng chiến tranh với Nga nếu điều này xảy ra. Ông nhấn mạnh rằng Nga sẽ phản ứng tương ứng với các mối đe dọa mà nước này phải đối mặt. Các nhà phân tích cho rằng Moscow có thể thực hiện một số biện pháp đáp trả nếu Ukraine được phép sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây nhằm vào lãnh thổ Nga. Một số ý kiến cho rằng Nga có thể tấn công các tài sản quân sự của Anh gần Nga hoặc trong trường hợp cực đoan, có thể tiến hành thử vũ khí hạt nhân để gửi thông điệp đến phương Tây. Ulrich Kühn, chuyên gia về vũ khí tại Viện Nghiên cứu Hòa bình và Chính sách An ninh ở Hamburg cho rằng việc Moscow tiến hành cuộc thử hạt nhân có thể là một dấu hiệu của sự leo thang xung đột một cách nghiêm trọng. Về phần mình, chuyên gia địa chính trị người Nga Sergei Markov cựu cố vấn Điện Kremlin nhận định trên trang tin News.az của Azerbaijan rằng Moscow có thể xem hành động cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa như là một bước đi từ xung đột ủy nhiệm sang hành động tấn công vũ trang trực tiếp. Theo ông Markov, nếu tên lửa tầm xa cần sự dẫn đường chính xác từ các mạng lưới vệ tinh của NATO, điều này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và các quốc gia NATO. Ông Markov dự đoán Nga có thể đáp trả bằng cách đóng cửa Đại sứ quán Anh tại Moscow và London, cũng như tấn công các tài sản quân sự của Anh gần Nga, chẳng hạn như thiết bị bay không người lái và máy bay chiến đấu. Điều này có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng và leo thang xung đột quân sự. Trong khi đó, chuyên gia Igor Korotchenko từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Caspi cho rằng, quyết định sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Nga đã được đưa ra và việc biện minh cho quyết định này sẽ được thực hiện thông qua tuyên truyền và thông tin truyền thông. Ông dự đoán rằng Nga có thể đáp trả bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông của Ukraine, dẫn đến sự hỗn loạn trong hậu phương của quân đội Ukraine. Như vậy, khả năng Ukraine sử dụng vũ khí tấn công tầm xa của phương Tây và phản ứng của Nga đang tạo ra một tình hình đầy căng thẳng và phức tạp. Việc quyết định cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa của phương Tây đang gây chia rẽ trong nội bộ các quốc gia NATO và tạo ra lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột. Phản ứng của Nga, bao gồm khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân và các biện pháp đáp trả quân sự khác, sẽ khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Thưa quý vị, Hải quân Ukraine cho biết lực lượng này gần đây đã tập kích tên lửa nhằm vào một kho đạn pháo của Nga nằm gần thành phố Mariupol. Cụ thể ra sao mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thông cáo được cơ quan báo chí thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Ukraine đăng tải viết rằng một đơn vị tên lửa thuộc Hải quân Ukraine vào đêm ngày 13 tháng 9 đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào nhiều nhà kho của quân đội Nga nằm ở làng Hlipoke, cách thành phố Mariupol khoảng 19 km về phía tây nam. Thông cáo của cơ quan báo chí Bộ Tư lệnh Hải quân Ukraine cho biết, theo những báo cáo được xác nhận, đòn tập kích đã phá hủy hạ tầng kho bãi và hàng tấn đạn được đối phương tích trữ để sử dụng trên lãnh thổ Ukraine. Trang min.in.ua cho biết vị trí kho đạn ở làng Hlipoke nằm cách khu vực tiền tuyến hơn 100 km, có khả năng Hải quân Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Neptune có tầm bắn 200 đến 300 km để thực hiện vụ tấn công. Hiện quân đội Nga chưa phản hồi về những thông tin được phía Ukraine công bố. Nga giành lợi thế ở Zaporizhia. Ông Vladimir Rogov, một quan chức cấp cao của chính quyền khu vực Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS hôm 17 tháng 9, nói rằng quân đội Nga đang tiến vào khu định cư Stenogorsk ở tỉnh Zaporizhia và dần kiểm soát nơi đây. Ông Rogov cho biết, quân đội Nga không chỉ cải thiện việc kiểm soát tình hình ở tiền tuyến, mà còn tiến vào khu định cư Stenogorsk tại mặt trận Zaporizhia. Các lực lượng của chúng tôi đã sử dụng các loại bom có sức công phá lớn khi quân đối phương tập trung ở đó. Theo vị quan chức này, hoạt động tác chiến của quân Nga ở Stenogorsk cũng bị quấy rối liên tục bởi pháo binh và các máy bay không người lái UAV Ukraine. Thưa quý vị, cuộc tấn công vào Kiev sáng ngày 16 tháng 9 là cuộc tấn công thứ 8 vào thủ đô của Ukraine trong 2 tuần. Các quan chức nước này thông báo đồng thời cho biết các UAV của Nga đều đã bị đánh chặn. Cụ thể ra sao, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Các nhà chức trách Ukraine hôm 16 tháng 9 cho biết họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của Ukraine vào Kiev trong sáng sớm. Theo đó, đây là cuộc tấn công thứ 8 vào thủ đô của Ukraine chỉ trong hơn 2 tuần, đánh dấu sự leo thang của Nga trong chiến dịch không kích nhắm vào thành phố này. Người đứng đầu chính quyền quân sự tại Kiev, Sergei Popko thông báo, các lực lượng của Ukraine đã bắn hạ hàng chục UAV của Nga quanh Kiev và lực lượng không quân Ukraine cho biết đã đánh chặn 53 trong số 56 UAV của Nga trong đêm. Ông Popko cũng nhận định, trái với các cuộc tấn công gần đây, cuộc tấn công lần này có quy mô lớn và cảnh báo không kích đã được đưa ra lúc 2 giờ sáng ở thủ đô, có hiệu lực trong khoảng 3 tiếng rưỡi. Những tuyên bố của quân đội Ukraine không thể xác minh độc lập và chưa có bình luận nào từ các quan chức Nga. Theo các nhà chức trách Kiev, một phụ nữ bị thương do các mảnh vỡ từ UAV rơi xuống nhưng không có tổn thất nghiêm trọng trong thành phố. Dù vậy, chính quyền Ukraine thừa nhận vụ pháo kích vào các cơ sở hạ tầng ở 5 khu vực khác đã gây mất điện tạm thời trong ngày qua. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào thủ đô và các thành phố lớn của Ukraine kể từ đầu tháng này, bắt đầu là cuộc tấn công hôm 2 tháng 9. Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine nằm ở phía đông cách biên giới Nga không xa, đã bị không kích dữ dội trong những tuần gần đây. Quân đội Nga và Ukraine cũng giao tranh ác liệt với nhau ở khu vực Kursk thuộc phía tây nước Nga sau khi Kiev tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào tháng trước, chiếm được một số ngôi làng và một thị trấn nhỏ. Tình hình giao tranh trong khu vực liên tục biến động khi cả hai đều tiến hành các cuộc phản công. Nga đã xoay sở để giành lại một số ngôi làng trong những ngày qua, nhưng các lực lượng của Ukraine đã tiến vào một khu vực mới, mặc dù hiện chưa rõ họ đã kiểm soát được vùng lãnh thổ này hay chưa. Các cuộc tấn công gần đây của Nga nhằm vào Kiev chủ yếu sử dụng UAV, trong khi trước đó cùng với UAV, Moscow thường sử dụng các loại vũ khí khác như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Nga từng sử dụng UAV để thăm dò phòng tuyến Ukraine và làm cạn kiệt vũ khí phòng không của Kiev nhằm chuẩn bị cho các cuộc tấn công lớn hơn trong tương lai. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16 tháng 9 cho biết hơn 640 UAV tấn công của Nga đã được phóng vào Ukraine kể từ đầu tháng này. Quân đội Ukraine đã sử dụng các tên lửa phòng không, phương tiện tác chiến điện tử và các nhóm quân di động khai hỏa súng hạng nặng đặt trên xe tải để đẩy lùi cuộc tấn công trên. Ngoài tấn công các thành phố của Ukraine, Nga đang sử dụng các UAV trên chiến trường. Lữ đoàn 59 của Ukraine ghi khoảng 160 UAV của Nga đã tấn công các vị trí trong 24 giờ gần Pokrovsk, một thành phố chiến lược ở phía đông Ukraine mà Nga đang áp sát những tuần gần đây. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành cùng quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!